Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe trái cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng cùng các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một cái báo giá nhẹ nhàng về vài mẫu xe trái cũ cho anh em, quý khách hàng của các bạn để tham khảo thêm trong video ngày hôm nay. Rất là nhiều mẫu xe trái cũ chất lượng với mức giá cũng phải chăng. Mình làm trong cái video giá ngày hôm nay cho anh em quý khách hàng cùng anh chị cô bác để tham khảo thêm. Đầu tiên mình có một em Hino tháng 6 nha anh em, tháng này dòng tháng 6 phiên bản thùng kính đời 2020, hùng dài 4m50 x 4m50 với mức giá dự kiến cho bán cho anh em là 460 triệu. Trước đó là một cái em Isuzu nè, 50H01075, con này thì là đời 2020, tháng 990, thùng nhà 4m380, với mức giá là 390 triệu, công ty xuất hóa đơn nha anh em. Xe Isuzu xịn sò phiên bản đồng kính có cửa hông, đó là tuyệt vời. Tiếp đó là một cái em Hino, phiên bản dòng Hino Dutro nhập từ Indo anh em, đời 2019. Dòng này là 4 tấn 9 50, thùng dài của nó là 4m50, phiên bản đồng kính có cửa hông, 390 triệu nha anh em. Đây em Hino Dutro 51D6 2054 đó. Isuzu thì mình còn có 3 xe đợi 2020, 3 xe 1 tấn 9 nha anh em. Dutro thì cũng còn 2 xe đó, 5 tấn anh em, còn 2 xe. Và tiếp theo đây là Terraco đời 930kg phiên bản thùng kính nha anh em, 930kg phiên bản thùng kính, mở cánh dơ bán hàng lưu động, thùng dài 2m6, máy xăng đời 2020, 170 triệu ra đi. Terraco 930kg máy xăng xịn sò như này, xe cực kỳ đẹp, xe duyên toàn bộ anh em, thùng mở cánh dơ dài 2m6, bán hàng lưu động, bật hai cánh dơ hai bên anh em đó, bán hàng lưu động rất là tuyệt vời luôn. Đó là báo giá của mình nhẹ nhàng về mẫu xe trái cũ cho anh em quý hàng được tham khảo thêm. Nếu anh em thích cái mẫu xe nào thì cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin một em về phục vụ đích cho nhanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng cùng các bạn. Còn những siêu phẩm xe trái cũ chất lượng cho anh em quý hàng mua về kinh doanh vận tải vận chuyển hóa nha anh em quý hàng. Tiếp đến là mình có một em Taco 990kg phiên bản thùng bạc dài 2m50, đời 2019, 140 triệu, nước sơn màu trắng, đó là bắt mắt nha anh em. 140 triệu 990 ký, thùng dài 2m50 nha anh em. Tiếp đến là một em Kia K200 tải chống chín đời 2020, thùng mưa bạc bửng nhôm, thùng dài 3m2, 310 triệu ở đêm. Kia 68H nha anh em. Tiếp đến là mình có một em Hyundai H150 phiên bản thùng kính và 3m2, tải trọng giáp trang hóa là tấn 4 đời 2021, đi 17.000, 325 triệu ra đi em Hyundai xịn sò như này nha anh em, 325 triệu.